Các bạn nha, rồi nãy giờ mình đã cố định ha, không có xê dịch cái gì hết nha, bất kỳ món gì trên bàn. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thời gian phút trôi qua trong cái đồng hồ ha. Đây, nãy giờ cũng hơn 5 phút rồi. Mình sẽ tiếp tục mình ngâm nó các bạn nha, rồi mình sẽ đọc những cái thông tin, đọc những cái thông tin mà liên quan tới cái đồng hồ này cho các bạn chúng ta nghe, cũng như là chúng ta vừa xem mà vừa biết được cái đồng hồ nó giá trị cũng như là cái tính năng như thế nào ha. Đây mình, các bạn ngồi bạn nghe nhạc hay làm gì đó chơi xíu đi, mình chưa nãy giờ quên quên dò cái đồng hồ nữa. Đồng hồ Bentley Anh Quốc của shop đồng hồ độc, đồng hồ Bentley Anh Quốc của shop đồng hồ độc Bentley Anh Quốc. Cái đồng hồ này thì lứa tuổi mình mang thì nó hơi hơi đứng tuổi quá. Bentley Anh Quốc, mình đang sạch Lazada mà. Đồng hồ Bentley Anh Quốc đây, đây một số đồng hồ đập kính sapphire. Kéo xuống coi đúng đồng hồ đập không. Rồi mình sẽ đọc thông tin cho các bạn nghe nha. Rồi về cái đồng hồ này các bạn ha, bảo hành 12 tháng các bạn nha, bảo hành 12 tháng này, có cả lịch thứ ngày, có cả lịch thứ có không ta, hình như không có lịch thứ mà nó ghi lịch thứ các bạn nha. Rồi kim dạ quang, wow, cái kim dạ quang mình chưa test, mình sẽ cho một cái video sau test về cái khoản kim dạ quang các bạn ha. Thì thương hiệu Anh là tên Bentley ha, da banh là kiểu máy da banh world, kích thước mặt là 41 mm, độ dài 11 mm và cái độ kích thước dây là 20 mm, cái khóa gài là bướm đôi lát. Chỉ dành cho những dòng chất lượng mới có khóa này. Chỉ khả năng chịu nước là 3 ATM rửa tay đi mưa hay là chúng ta tắm tắm gội sơ, nhưng chúng ta nên tránh tiếp xúc xà phòng nước tẩy rửa. Tốt nhất là không nên bơi trong hồ bơi nhiều các bạn nha. Thì với khách ngâm nước như thế này thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Rồi cam kết khi mua với khách hàng là 100% là sản phẩm nè, giống như hình đã đăng. Rồi nếu mà không đúng gì những gì shop nói thì hoàn tiền hoặc trả hàng. Rồi chúng ta có được tặng kèm pin các bạn ha, thay pin thì tùy theo nơi thì có thể là chúng ta thay 10 hay 20k gì đó, tùy theo nơi mà chúng ta thay pin. Thì giá pin là 40k, 40.000. Đấy. Về cái thông tin thêm của thì nó có tương tự cái thông tin của cái đồng hồ mà Venus mình đã giới thiệu các bạn ở video trước ha. Mình sẽ những cái đồng hồ mình quay như thế này mình sẽ cho liên kết những cái link video đính kèm của những cái video trước để các bạn có thể tham khảo thêm ha. Rồi rồi mình sẽ tìm thêm xem có những cái thông tin gì nó đặc biệt hay không để chúng ta xem thêm. Rồi, trong cái thời gian chờ đợi các bạn có thể làm gì đó các bạn làm nè, các bạn chờ mình danh lát để mình tìm đúng cái của cái shop đồng hồ đọc về cái thông tin của cái đồng hồ này. Rồi Bentley đồng hồ Venus, đây là mua quà cũng rất là ok các bạn ha, đồng hồ đọc đây mình đang tìm trên Lazada các bạn ha. Roma, Roma Italy. Đồng hồ đọc có nhiều cái sản phẩm rất là uy tín các bạn ha. Nhiều sản phẩm. Rồi một lát chúng ta sẽ đi tiếp cái đồng hồ Sanda, đồng hồ vừa kim và vừa số. Đây, Bentley Anh Quốc. Bentley Anh Quốc kính sapphire. Đâu rồi? Cái loại này mình chưa thấy đâu. Cái đám cưới gần nhà cách đây cũng gần 200 mét mà nó vọng tới đây luôn các bạn. Rồi
đây 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 đâu rồi ta, mình đi nãy giờ mình chưa tìm ra được cái đồng hồ luôn. Cái video này mình thích ngắn hơn thôi các bạn nha, do nó mình cần nhiều dung lượng để mình test những cái đồng hồ sau nữa, còn hai cái đồng hồ nữa các bạn ạ. Cho nãy giờ cũng là 15 phút rồi đó, 15 phút ngâm nước rồi đó. Thì các bạn có thể xem cái giờ ha, đấy, giờ của cái video trước và giờ cộng thêm giờ video này nó sẽ ra cái thời gian nãy mình ngâm nước ha. Rồi mình lau nước nè, cho mình vũ nước các bạn nha, để nó không ướt cái nền nữa mình không có quay được cái video sau. Rồi bây giờ bắt đầu mình lau nước ha. Khả năng mình thấy cũng ổn rồi đó. Dây thì cũng tạm. Dây thì chất liệu này cũng cũng phải là dây 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 xịn lắm đó. Dây này mình đoán nó chừng 70-80 trở lại thôi, chứ không hơn đâu. Rồi đây. Ok, không 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 có bô nước các bạn ha. Rồi. Mình xin phép dừng video tại đây các bạn nha. Rồi, mình cho bạn xem thêm về cái chất liệu dây nè, kiểu dây nè, khóa dây nè ha. Rồi cái và cái mặt đồng hồ. Đó, rồi mình xin dừng video tại đây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.